Chào mừng bạn đã đến với kênh podcast của Trạm Đọc, nơi dừng chân của những người yêu sách. Có một câu nói rằng, suy nghĩ tạo nên hành động tạo nên thói quen tạo nên tính cách tạo nên số phận. Thành công không phải vận may từ trên trời rơi xuống, cũng không phải tự nhiên có, mà cần phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất. 5 cuốn sách sau đây là những bí kíp giúp bạn rèn luyện bản thân năng suất hơn và hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống. Đầu tiên là một cuốn sách self-help thuộc hàng bestseller, thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn. Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của Charles Duhigg về cơ chế hoạt động của năng suất và nỗ lực để tìm hiểu lý do vì sao một số cá nhân và doanh nghiệp lại đạt được năng suất cao hơn những cá nhân và doanh nghiệp khác rất nhiều. Tác giả chia cuốn sách ra làm 8 chương, mỗi chương khám phá một ý tưởng có ảnh hưởng khác nhau đến việc thúc đẩy năng suất. Qua cuốn sách này, tác giả cũng chỉ cho bạn thấy làm thế nào để đưa ra những lựa chọn có thể tiếp thêm nhiên liệu cho năng suất làm việc. Đây thực sự là một cuốn cẩm nang về những chiến thuật và những cơ hội làm thay đổi cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Cuốn sách thứ hai mang tên Hoàn thành mọi việc không hề khó của tác giả Allen. Thông điệp của Allen rất ngắn gọn. Hãy tổ chức lại bản thân để giải phóng trí óc, tập trung vào những điều thật sự xứng đáng. Làm thế nào để đạt được năng suất công việc cao nhất mà không bị căng thẳng? Với cuốn sách Hoàn thành mọi việc không hề khó, huấn luyện viên kỳ cựu, nhà cố vấn quản trị David Allen chia sẻ những phương pháp hiệu quả giúp bạn cũng như hàng chục nghìn người khác từng được ông đào tạo, giảm stress và tìm thấy sự thoải mái trong cuộc sống. Với cuốn sách Hoàn thành mọi việc không hề khó, bạn sẽ biết cách sử dụng nguyên tắc, thực hiện, chuyển giao, treo, bỏ qua để giải phóng bộ nhớ của bạn, đánh giá lại các mục tiêu và duy trì khả năng tái tập trung khi tình huống thay đổi, lập kế hoạch và tìm cách tháo gỡ các dự án treo, vượt qua cảm giác bối rối, lo lắng và không thể kiểm soát, cảm thấy hài lòng với cả những gì mình chưa thực hiện. Quản lý thời gian luôn là vấn đề mà chúng ta quan tâm để đạt được hiệu quả trong công việc. Cuốn sách thứ 3 sẽ chỉ cho bạn cách tối ưu hóa thời gian làm việc và vẫn đạt được hiệu quả cao. Tuần làm việc 4 giờ. Nếu bạn biết cách quản lý thời gian, các mục tiêu cũng như thứ tự ưu tiên các công việc một cách hợp lý, thì bạn hoàn toàn có khả năng tạo ra nguồn thu nhập đầy đủ dù chỉ làm việc 4 giờ mỗi tuần. Và thế là tạm biệt nhé những ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ nặng nhọc. Cuốn sách The 4-Hour Work Week đã làm dấy lên một làn sóng tư tưởng mới mẻ tại thung lũng Silicon. Mark Andreessen, chuyên gia về tối ưu hóa năng suất làm việc cá nhân, đồng thời là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất ở trung tâm công nghệ cao của thế giới, trong một bài phỏng vấn cho biết. Về cơ bản, việc Tim Ferriss đã làm là tập hợp và chất lọc những học thuyết về quản lý thời gian cùng năng suất lao động trong vòng 2-3 thập kỷ vừa qua, sau đó tối ưu hóa nó và đưa ra những khái niệm mới rất hữu dụng. Bí quyết mà tác giả phát hiện ra được gói gọn trong chữ DEAL tương ứng với 4 bước. D. Definition, xác định. Trong bước này, Tim Ferriss giúp bạn thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ sai lầm và đưa ra những quy tắc và mục đích của một phương pháp mới. Bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi những nhà giàu mới, New Rich, là ai và họ hành động như thế nào. E. Elimination, loại bỏ. Giết chết những quan điểm lỗi thời về cách quản lý thời gian bằng cách sử dụng những kỹ thuật khác thường của những nhà giàu mới. Áp dụng sự thờ ơ có chọn lựa, loại bỏ những thứ rườm rà không cần thiết. Chỉ quan tâm vào những việc thực sự quan trọng. Bạn có thể tăng năng suất lao động lên ít nhất 10 lần. Phần này cũng giải thích nhân tố đầu tiên tạo nên một phong cách sống sung túc, đó là thời gian. A. Automation, tự động hóa. Có những phương pháp nào khiến tiền của ta cứ thế tự động chảy vào túi? Trong bước này, bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về thu nhập, income, nhân tố thứ hai tạo nên một phong cách sống sung túc, thoải mái và đâu là điểm khác nhau chính giữa thu nhập tương đối và thu nhập tuyệt đối. L. Liberation, tự do. Đây là bản tuyên ngôn về tính lưu động, bạn sẽ học được cách điều khiển công việc từ xa trong khi đang trong kỳ nghỉ. Tự do ở đây không có nghĩa là các kỳ nghỉ rẻ tiền, nó ám chỉ cách bạn thoát khỏi các mối quan hệ ràng buộc bạn ở một địa điểm cố định. Phần này cũng đề cập đến nhân tố cuối cùng tạo nên một cuộc sống thoải mái, tính lưu động, mobility. Cuốn sách thứ tư, đúng với cái tên của nó, sẽ nói về một tính cách mà chúng ta luôn cần phải có trong mọi công việc, quyết đoán. Quyết đoán là cuốn sách kỹ năng nói về những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định và phương thức ra quyết định nhằm vượt qua được những yếu tố đó và có được quyết định hợp lý nhất. Quyển sách này tập trung vào những quyết định không thể chốt hạ trong vòng 5 phút, ví dụ như có nên mua xe mới, đổi việc làm hoặc chia tay người yêu hay không, có nên bắt đầu kinh doanh riêng hay không, làm thế nào để ứng xử phù hợp với một đồng nghiệp khó hợp tác. Khó đấy, nhưng hẳn đời người ai cũng phải đối mặt một vài lần với những quyết định như vậy. Về tác giả, Chip Heath và Dan Heath, cả hai đều là giáo sư đại học, diễn giả kiêm tác giả lớn người Mỹ.
Hai ông đã có nhiều bài nói chuyện cũng như tác phẩm rất được ưa chuộng, bàn về các kỹ năng cần thiết để đạt được những điều mong muốn trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Những sách kỹ năng của hai anh em Chip Heath và Dan Heath luôn nằm trong top những sách bán chạy nhất tại Mỹ. Cuốn sách cuối cùng, một cái tên khá quen thuộc và đã trở thành cẩm năng giao tiếp của nhiều bạn trẻ. Đừng bao giờ đi ăn một mình. Trong chúng ta, ai cũng có khả năng quyến rũ người khác, cho dù đó là đồng nghiệp, người xa lạ, bạn bè hay sếp của mình. Nhưng có khả năng khác với biết cách vận dụng nó. Và đó là lý do vì sao có những người đi qua cuộc đời này lặng lẽ như những cái bóng, trong khi có những người luôn thu hút được sự chú ý bất cứ nơi đâu họ xuất hiện. Cho nên, đừng bao giờ đi ăn một mình, có lẽ không cần phải chứng minh rằng giao tiếp và những mối quan hệ hiệu quả như thế nào trong cuộc sống hiện đại. Bạn không thể ngại giao tiếp trong thời đại mà người ta trao đổi với nhau mọi thứ, nắm bắt mọi cơ hội thông qua một câu nói. Đừng bao giờ đi ăn một mình, khuyên bạn đừng ngại giao tiếp. Không những thế, cuốn sách còn đưa ra những lời khuyên hữu ích và thiết thực của việc vận dụng giao tiếp và những mối quan hệ để đạt được thành công không chỉ trong lĩnh vực kinh tế. Trong cuốn sách Đừng bao giờ đi ăn một mình, tác giả đã dẫn ra những cách thức, lý do mà ông đã sử dụng để kết nối với hàng ngàn người, những người ông sẵn sàng giúp đỡ và họ cũng sẵn sàng giúp lại ông. Những lời khuyên về cách xử trí khi bị từ chối, khi phải vượt qua nhiều trở ngại trong xã hội, khi phải khắc phục những kỹ năng yếu kém sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc kết bạn và xa hơn nữa là thiết lập mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và vô tư. Đừng bao giờ đi ăn một mình được viết với lời văn giản dị và chân thực. Bạn có thể xem đây là cuốn cẩm năng giao tiếp để học hỏi mỗi ngày. Hy vọng với 5 cuốn sách Trạm Đọc giới thiệu trên đây sẽ giúp bạn có những bí quyết và bài học quý báu để vươn tới thành công trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, share và subscribe cho channel của Trạm để cùng tìm hiểu thêm những tựa sách hay và ý nghĩa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!